Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với chuyên là Hùng Xe Hơi. Và hôm nay mình đang có mặt tại showroom ô tô Mazda Bắc Ninh. Thì với cái thông tin giảm giá thuế trước bạ đã được thông qua và sẽ áp dụng trong thời gian tới đây, thì có thể nói Mazda hay Thaco là những hãng xe sẽ được hưởng lợi nhiều nhất với cái thông tin giảm thuế 50% cho thuế trước bạ khi đăng ký xe mới. Vậy thì những cái dòng mà Mazda hiện nay, dòng xe chủ lực của Mazda đó là Mazda CX-5. Phiên bản ở đây nó là phiên bản 2.0 Premium. Đây có thể nói là phiên bản bán chạy nhất của Mazda CX-5 trong 4 phiên bản đang được bày bán chủ yếu tại thị trường hiện nay. Và chiết khấu hiện nay dành cho Mazda CX-5 trong tháng 5 và tháng 6 tới này sẽ dao động từ 80, 85 hay thậm chí có thể hơn, tùy vào theo thời điểm quý khách hàng đặt xe và có thể thương lượng thêm với đại lý. Với cái mức giá dành cho với mức giá niêm yết của Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium hiện nay đang là 989 triệu đồng, và với mức giảm dao động từ 80 đến 90 triệu thì chúng ta sẽ mất khoảng 910 cho giá xe. Và với thông tin giảm thuế thì cái chi phí lăn bánh nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều, khi chúng ta chỉ việc bỏ ra từ 40 đến 50 triệu đồng so với việc gần 100 triệu đồng tiền thuế trước đây. Và với những khách hàng có nhu cầu trả góp thì cái việc giảm thuế nó còn có lợi nhiều hơn, khi mà số tiền chúng ta bỏ ra mua trả góp trước Mazda CX-5 với mức vay tối đa lên đến 80%, chỉ dao động từ 250 cho phiên bản 2.0 Premium. Chi tiết về giá bán, chương trình hỗ trợ khuyến mại cũng như là tư vấn thủ tục trả góp, đăng ký đăng kiểm và các phiên bản dòng xe thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp mình, có hotline đang đính kèm trên video. Mọi thông tin về giá bán, chương trình khuyến mại hay các mẫu xe mà khách hàng cần tư vấn có thể comment trực tiếp ở phía dưới video. Mình sẽ ra nhiều video mới về các mẫu xe được khuyến mại nhiều và hot trên thị trường hiện nay. Quý khách hàng có thể like, share và subscribe. Xin cảm ơn.